Tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sớm đề xuất tăng lương tối thiểu cho người lao động. Thủ tướng giao Bộ Nội vụ khẩn trương hoàn thiện báo cáo Chính phủ về phương án trình Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội về lộ trình cải cách tiền lương. Hiện lương tháng tối thiểu dành cho người lao động làm việc trong các doanh nghiệp ở vùng 1 là 4.680.000 đồng một tháng, vùng 2 là 4.160.000 đồng một tháng, vùng 3 là 3.640.000 đồng một tháng và vùng 4 là 3.250.000 đồng một tháng. Mức này đã tăng 6% so với trước ngày 1 tháng 7 năm 2022. Theo khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nửa đầu năm 2023, cho kết quả thu nhập trung bình của công nhân đạt 7.880.000 đồng một tháng, trong khi chi tiêu mỗi tháng của gia đình họ là 11.700.000 đồng một tháng. Như vậy, thu nhập chỉ đáp ứng gần 70% chi tiêu của người được khảo sát. Mức chi tiêu của người lao động cũng đã tăng 19% so với năm 2022, chủ yếu do giá cả tiền điện và tiền nước tăng cao. Tại phiên họp về điều chỉnh lương tối thiểu vùng 2024 của Hội đồng Tiền lương Quốc gia đầu tháng 8, phía công đoàn đề nghị tăng khoảng 60%, tức là tiền lương tương ứng thấp nhất 195.000 đồng đối với vùng 4 và 280.000 đồng đối với vùng 1. Tuy nhiên, các bên chưa thống nhất được mức và thời điểm tăng nên lùi đến tháng 11 bàn tiếp. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến năm 2025 sẽ có 60% số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp trên địa bàn đô thị được chi trả trợ cấp thông qua các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, số tiền trợ cấp của mỗi người dân sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân. Người dân cũng tiện lợi hơn trong việc nhận chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội. Để thực hiện chỉ tiêu được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cà Mau đã nỗ lực thực hiện các giải pháp như chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền mặt qua hệ thống ngân hàng. Từ phương thức chi trả trợ cấp này, rất nhiều đối tượng thụ hưởng được tiếp cận những tiện ích cơ bản về thanh toán không dùng tiền mặt, giúp tiện lợi hơn trong các giao dịch tài chính hàng ngày. Cán bộ về hưu thì mỗi lần nhận tiền thì được vào trong cái thẻ thì mình khỏi đi tới nơi nhận tiền, và đồng thời các cái lúc mà giấy tiền thì chuyển khoản thì mình cần cái trong cái thẻ của mình thì mình cần mua bán hoặc chuyển khoản cho những ai đó thì rất thuận tiện. Từ năm 2020 đến năm 2023, ngành bảo hiểm thực hiện giao chỉ tiêu vận động, khuyến khích người nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt cho bảo hiểm xã hội các địa phương. Tính đến nay, đã có khoảng 62% số người hưởng nhận chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị. Hiện nay là chúng ta đã tích hợp đạt 92% người tham gia bảo hiểm xã hội vào cái dữ liệu dân cư. Hiện nay chúng ta còn khoảng 70-80.000 người nữa là chúng ta sẽ đồng bộ với cái dữ liệu dân cư đạt 100%. Tuy nhiên thì cái còn mấy chục ngàn người này là thì nó cũng còn có nhiều cái nó cũng chưa, thứ nhất là nó cũng còn sai các cái trường thông tin, nó chưa phù hợp, hay là trẻ em rồi học sinh dưới 14 tuổi đó, và một bộ phận là người thuộc hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì nó cũng cái thông tin nó cũng chưa chính xác, cho nên là chúng ta đang tích cực để làm thế nào là cái dữ liệu người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà được tích hợp vô cái dữ liệu dân cư nó sạch và đạt 100%. Việc xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu về bảo hiểm, kết nối liên thông chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác cung cấp dịch vụ công trực tuyến là tiền đề quan trọng để cơ quan bảo hiểm xã hội đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý, chất lượng phục vụ, giảm thời gian, chi phí cho tổ chức cá nhân khi giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội. Theo kế hoạch, vụ lúa tôm năm nay, nông dân tỉnh Cà Mau sẽ gieo cấy khoảng 36.000 hecta ở các vùng đủ điều kiện ngăn mặn giữ ngọt. Thời gian gieo cấy vụ lúa được ngành nông nghiệp khuyến cáo tập trung từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 9 dương lịch. Cùng với chăm sóc các diện tích mạ đã gieo, thời điểm này nông dân đang tích cực rửa mặn, khẩn trương gieo cấy vụ lúa trên đất nuôi tôm.
Với những hiệu quả mang lại của sản xuất tôm lúa kết hợp nhiều năm qua, niên vụ lúa tôm năm nay, gia đình anh Quách Văn Quân tiếp tục trồng lúa trong hơn 15 công vuông nuôi tôm của gia đình. Hiện anh đã hoàn tất khâu gieo mạ với giống lúa một bụi đỏ ST24, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cho sản xuất vụ lúa. Chuẩn bị máy móc độ bơm ra mình xuống giống, đo độ mặn đồng cái đồng thấy. Mặn theo lịch thời vụ của phòng nông nghiệp thì chắc khoảng nửa chín rồi là thấy hết rồi. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, những khu vực áp dụng phương pháp cấy ném, nông dân đã hoàn tất khâu chuẩn bị mạ. Đối với những vùng đảm bảo điều kiện trở mặn tốt, nông dân đã xuống giống vụ lúa trên đất nuôi tôm bằng phương pháp xạ thẳng và cấy ném được hơn 320 hectare với các giống một bụi đỏ OM18, OM5451. Hiện nay, tranh thủ những cơn mưa, bà con nông dân đang tích cực xổ nước đáy ruộng ra, hướng nước mưa lại để rửa mặn liên tục và kiểm tra độ mặn nước ruộng thường xuyên để chuẩn bị gieo cấy lúa khi độ mặn đảm bảo phù hợp. Trong ruộng với ngoài sông này cũng vậy luôn, nó cái độ mặn giờ hiện nay ở đây thì nó còn có 2/1000. Nói chung thì ở đây bà con cũng có ý thức là tới cái vụ mà để mà mình thảy lúa đó, cái trồng lúa đó là điều ai cũng phải xả nước rửa mặn hết trơn. Mưa xuống là bắt đầu hứng nước lại, giữ nước lại bắt đầu xong cái mới bơm nước ra mình rửa. Tới cái lúa mà nó tới mà thảy đó thì mình mà mướn máy xới vô xới trước cái xong rồi cái mình mới là mình mới thảy. Căn cứ vào lịch thời vụ của tỉnh thì huyện thì hội nông dân kết hợp cùng với ủy ban xã thì gửi cái tuyên truyền cái lịch thời vụ xuống cho hộ dân để hộ dân là căn cứ vào lịch thời vụ về rửa mặn để gieo xạ. Thì tính đến thời điểm hiện nay thì cái việc xạ với tỉa mạ là chiếm khoảng hơn 90% diện tích. Hiện nay thì trong cái thời điểm xuất hiện nhiều cơn mưa trong cái đợt này thì ủy ban dân xã cũng đã phối hợp với các ấp có diện tích lúa tôm tuyên truyền bà con là chủ động tận dụng cái thời tiết các cái đợt mưa nhiều để chủ động sớm rửa mặn, đồng thời thì khuyến cáo bà con là xuống giống đảm bảo cho nó phù hợp theo tình hình thời tiết. Đối với cái giống sản xuất một vụ lúa trên đất nuôi tôm thì bà con trên xã Khánh Bình thì đối ấp Chống Mỹ và Kinh Hội thì trong những năm vừa qua thì bà con chọn cái nhóm giống là ST24-25. Ngành nông nghiệp khuyến cáo những nơi có sản xuất vụ lúa trên đất nuôi tôm, nông dân cần khẩn trương trở mặn, tập trung gieo cấy vụ lúa theo hướng dẫn lịch thời vụ của địa phương. Đồng thời sau khi cấy lúa, nông dân cần theo dõi dự báo thời tiết, đón mưa tiếp tục rửa mặn. Bởi rửa mặn càng nhiều, độ mặn nước và đất trong ruộng càng giảm thì sản xuất vụ lúa trên đất nuôi tôm sẽ càng thuận lợi. Thông tin từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Cái Nước, giá cá bống tượng thương phẩm trên thị trường đang ở mức khá cao, người nuôi cá rất phấn khởi. Hiện cá bống tượng thương phẩm được thương lái thu mua với giá dao động từ 380.000 đồng đến 500.000 đồng một ký tùy loại. Huyện Cái Nước có hơn 40 hecta nuôi cá bống tượng tập trung xã Thạnh Phú, Phú Hưng, Hưng Mỹ và xã Hòa Mỹ. Để tiết kiệm chi phí đầu tư cá giống thức ăn cho cá giai đoạn đầu, vào mùa mưa khi độ mặn trong ruộng giảm thấp, bà con tiến hành thả cá bố mẹ trong ruộng tôm cho sinh sản, tạo điều kiện cá giống thích nghi dần với độ mặn. Khi đạt trọng lượng từ 200 đến 300 gram một con thì tiến hành thu gom, thả nuôi trong ao và tăng cường thức ăn cho cá. Sau khoảng 6 tháng chăm sóc, cá đạt trọng lượng trung bình 700 gram một con, đủ điều kiện lên hầm xuất bán. Thưa quý vị và các bạn, cua Cà Mau nổi tiếng ngon, đặc biệt là cua sinh trưởng tại các vùng giáp biển như Ngọc Hiển, Nam Căn, Đầm Dơi. Thế nhưng có thời gian, người tiêu dùng e ngại dây trói cua cồng kềnh mà các cơ sở, người bán sử dụng nhằm tăng trọng lượng khi bán ra. Hiện nay thực trạng này đã giảm. Cơ sở thu mua hải sản tươi sống Thế Oanh ở khóm 1 thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển sẽ thu mua cua với hai mức giá khác nhau. Khi người dân đến đây bán cua có dây trói nhằm mục đích tăng trọng lượng cua thì cơ sở này mua với mức giá thấp hơn giá thị trường từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một ký tùy theo từng loại cua. Trong trường hợp dây trói là dây kiến, dây loại nhỏ có trọng lượng không đáng kể, cơ sở sẽ mua với mức giá cao hơn.
Quy định của mình là dây là không tỷ lệ như gì nè. Ví dụ như mình mua con y dây không tỷ lệ gì 280, mà nếu mà dân người ta chói dây thảm gì á thì mình bớt lại 10-20 ngàn một ký, để cho mình bán tới tay người tiêu dùng mình phải cho dây nó nhỏ lại, với mình thay dây không tỷ lệ lại cho khách thì khách người ta không thích sử dụng cua dây. Dây chói của mình là dây chói không tỷ lệ, là cân lên nó không có tỷ lệ. Còn cái dây này là tụi em sẽ thay hết, toàn bộ là dây thảm tụi em sẽ thay hết thành dây không tỷ lệ, là đến tay người tiêu dùng là nó được chất lượng hơn. Đã qua, có không ít trường hợp chủ vuông dùng dây giải cắt ra hay các loại dây tạp thấm nước để trói cua. Sau khi thương lái đến từng hộ gia đình thu mua sẽ trói lại bằng những sợi dây làm từ chất liệu thảm. Điều này vừa mất thẩm mỹ, vừa mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngành chức năng cùng với chính quyền địa phương có biện pháp tăng cường kiểm tra đột xuất. Nếu phát hiện thương lái gom cua đi bán lại hay cơ sở thu mua bán cho người tiêu dùng, khách du lịch với những loại dây trói không đúng quy định sẽ bị xử lý nghiêm, tránh làm ảnh hưởng đến thương hiệu cua Cà Mau. Đối với việc chi dối cua thì đơn vị Quy An thị trấn cũng đã có làm việc với các chủ giữa cua không được chói sử dụng dây giải mà chú trọng đến dây kiến để vừa mang cái đảm bảo về môi trường cũng như là cái vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là nâng cao cái giá trị của con cua. Từ đó là một số hộ kinh doanh trên địa bàn đã thực hiện cái việc chói cua bằng dây kiến. Vùng nuôi trồng thủy sản của tỉnh Cà Mau theo hình thức quảng canh có diện tích khá lớn, trong đó phần lớn diện tích nuôi tôm cua kết hợp. Cùng với việc phát triển sản xuất, tăng sản lượng cua thì cũng cần có biện pháp hiệu quả lâu dài nhằm cởi trói cho con cua Cà Mau. Trong khuôn khổ dự án học tập và kỹ năng cho trẻ em giai đoạn 2022-2026 do Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc viện trợ, sáng nay, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam đã chọn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau là điểm cầu trực tiếp tổ chức tọa đàm với chủ đề thúc đẩy các kỹ năng trong học tập, kỹ năng ứng phó với các tình huống thiếu an toàn xảy ra trong trường học, cuộc sống cho học sinh trung học phổ thông, các trường phổ thông liên cấp, phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Cà Mau và kết nối trực tuyến với các tỉnh Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp. Trong một ngày, các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh ở các nhà trường được các chuyên gia hướng dẫn cách xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch học tập phù hợp với bản thân, trang bị một số kỹ năng cơ bản cần thiết để phục vụ cho việc rèn luyện học tập như kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tìm kiếm và lựa chọn thông tin. Ngoài ra, các chuyên gia còn thông tin trang bị một số kỹ năng nhận biết cũng như xử lý các tình huống thiếu an toàn trong và ngoài nhà trường. Trong đó tập trung chia sẻ về kỹ năng xử lý khi gặp các tình huống nguy hiểm, nguy cơ xâm hại, kỹ năng bảo vệ sức khỏe sinh sản, kỹ năng ứng xử học đường, góp phần bảo vệ các em, xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Thưa quý vị, cảnh quan môi trường là một trong những tiêu chí thể hiện rõ nhất về sự thay đổi diện mạo nông thôn, tạo không gian sống trong lành, thoải mái, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của người dân. Chính vì vậy, thời gian qua, cùng với việc quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển sản xuất, huyện Phú Tân cũng triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm giúp người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch đẹp, ghi nhận tại xã Tân Hải. Để nâng chất tiêu chí môi trường hướng đến mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Tân Hải đã đẩy mạnh việc triển khai thực hiện phong trào thi đua sáng, xanh, sạch đẹp trong nhân dân với các phần việc cụ thể mà mỗi hộ gia đình cần làm như trồng hoa, hàng rào cây xanh, mắc đèn chiếu sáng trước nhà, trồng rau màu, cây ăn trái, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo không gian sống trong lành, thoáng mát. Phong trào này được người dân đồng thuận và hưởng ứng tích cực. Mình siêng năng cần cù dọn dẹp vệ sinh đồ cho nó sạch sẽ đó, rồi cô rồi chăm sóc, rồi mình cũng phải vô phân tưới nước, rồi dung phân tưới nước rồi nó cho nó cây nó tốt xanh rồi nó mới sạch đẹp được. Bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn là công việc mà vai trò trách nhiệm của mỗi hộ gia đình rất quan trọng. Hộ gia đình ông Trần Trung Bảy là một trong những hộ gia đình tiêu biểu về thực hiện phong trào xây dựng cảnh quan môi trường. Hiện tại, các tiêu chí về cảnh quan môi trường gia đình đã đạt chuẩn theo quy định,
Song không dừng lại ở đó mà gia đình ông Bảy đang cố gắng phấn đấu để đạt mục tiêu cao hơn. Để trồng thêm những là bông hoa, những cái mình tạo đi những cái gì mà để cho nó mới thêm chút nữa, để mình nâng cao cái kiến thức mình lên thêm. Đảng và nhà nước và các cấp ở xã rồi chỉ đạo tôi thêm để mà tôi tạo đi những cái phong cảnh cho nó càng ngày càng xanh sạch đẹp nhiều hơn nữa. Người dân rất là đồng tình và hưởng ứng, là mặc dù là có một số hộ là trong cái hoàn cảnh khó khăn này là như là làm không được, thì đối với chính quyền địa phương á, thì cũng vô là giúp những cái hộ khó khăn đó để mình thực hiện các cái tiêu chí nông thôn mới này. Huyện Phú Tân đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng xanh, sạch đẹp, góp phần thực hiện nếp sống văn minh, hiện đại. Trong đó, cụ thể là phát động cuộc thi sáng, xanh, sạch đẹp, tạo phong trào thi đua sôi nổi giữa các hộ gia đình và các xã trong huyện. Xã Tân Hải là một trong những đơn vị có số hộ gia đình tham gia cuộc thi tích cực và đạt giải cao. Thì qua 4 lần tham gia thì trên địa bàn xã thì đạt nhiều cái hộ gia đình cá nhân. Cái mô hình này phải nói là hết sức là quan trọng để góp phần thực hiện trong cái việc xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là thực hiện cái 13 cái tiêu chí của người dân thực hiện. Việc xây dựng giữ gìn cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp đã mang đến nhiều đổi thay cho vùng nông thôn. Từ đó giúp người dân có thêm động lực tích cực nâng chất các tiêu chí thuộc về hộ gia đình thực hiện để góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao. Những ngày qua, mưa xuất hiện liên tục khiến nhiều tuyến đường, lộ hẻm trong nội ô thành phố Cà Mau đã xuống cấp càng trở nên nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại của người dân. Đường Mậu Thân, phường 9, thành phố Cà Mau vốn xuống cấp. Sau những cơn mưa, mặt đường trở nên như thế này. Tại con hẻm vào thành đội cũ, đối diện trường chính trị tỉnh, mưa kéo dài liên tục khiến những lỗ bê tông đấu nối vào con hẻm này đã biến thành sông. Còn trục lộ chính, Ủy ban Nhân dân thành phố Cà Mau đang tiến hành đặt cống thoát nước và đổ đá tạm thời để giải quyết vấn đề đi lại cho người dân. Người dân mong muốn chính quyền địa phương sớm có biện pháp khắc phục để giảm bớt nỗi lo khi phải lưu thông qua những tuyến đường này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.